Rồi, xin chào các bác nhá. Chào các bác đang quay đến kênh của em. Thì hôm nay em cũng có tí việc bận nên là không có thời gian. À, em mới làm xong cái kho đó. Thì hôm nay em tiện thể em đã nấu cơm. Test thử cái lồi Sanzo. Lồi này có áp suất các bác nhá. À, cái dung tích của lồi này nó là 1,8 lít. Con này sản xuất 2010 các bác nhá. Đó. Tình trạng nói chung là còn tương đối là đẹp các bác nhá. Thế so 5 tháng của nó như vậy là cũng còn khá ok các bác. Bác nhìn đó, rất là đẹp rồi nhá. Bác nhìn này, 1,8 lít nhá. Đó. Con này như vậy 2004 chứ 2010. Bên này nó ghi là 16710, cái đó thì em cũng chưa dành. Còn các bác thì em tưởng mà em chưa nhìn bên kia, thấy nó là đợi là 2004 rồi. Đó, các bác nhìn này. Lồ còn rất là đẹp các bác nhá. Đó. Xung quanh. Đó, đây trên nắp của nó. Đấy. Áp suất nha các bác nhá. Đó. Cái này nấu cơm cũng rất là ngon các bác. Nồi rất là nặng các bác nhá. Lưu ý nó rất là nặng. Rồi áp suất thì các bác biết rồi, nó sẽ giữ cơm được nóng được lâu hơn và cơm nó sẽ chín, nói chung là nó mềm. Đó. Thì mấy cái con này thì nó có chức năng nó nấu nâu đó. Con này thì rất là dễ xài. Đó. Đây em tại đây em vừa nấu cơm trong ngày xong ấy, đây là nó đang báo cái đèn nó đang ủ cơm này. Được 1 tiếng rồi. Đó. Còn bác chọn chế độ nó nằm đây này, đó. Núp vặn nhá. Bình thường cái con 1 lít của nó vừa vào tầm 1,5 triệu rồi. Đó, 1,6 triệu. Đó. Nó hôm vừa rồi em cũng bán đó, đó các bác nhìn cơm này, đó. Rất là ngon nhá. Đó, nồi áp suất là các bác lưu ý nhá. Đó. Là nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu hơn nồi thường đó, thì giòn nó cũng còn rất là tốt nha mọi nhá. Đó, chỗ này nó hơi bị một chút xíu thôi, không đáng kể gì đâu. Đó. Đó, bên bi của nó đó. Đó. Đây, em mở vung ra là nó tắt, nó tự động tắt nồi luôn đó. Đó. Con nồi này nó còn rất là đẹp các bác nhá, bên trong đó. Bên trong này không có xước xác gì đâu, bên ngoài này tại vì đang nóng quá em không dám cầm lên. Đó, nói chung là bên nồi nó màu vàng thôi nhá. Thì giá của nồi này nó là 3,5 triệu các bác nhá. Đó. Các bác nào thích thì liên hệ với em. Nó là 1,8 lít các bác nhá. Lưu ý nó là 1,8 lít nên là giá nó sẽ khác hoàn toàn. Đó các bác. Còn 1 lít thì nó sẽ rẻ hơn. 1 lít nó tầm 1,6 triệu 7 rồi. Đó. Cái này các bác nấu gia đình đông người ăn rất là tiện các bác nhá. Đó. Đó, con nồi rất là nặng. Các bác cứ tham khảo giá ở khác chỗ nào rẻ hơn thì các bác mua nhé. Đó. Thì giá của em nó như vậy, em đã cân đối rất là kỹ lưỡng rồi. Đó. Các bác nào thích thì liên hệ với em. Đó. Cái nồi này thì em bán do hình thức là chuyển khoản đó các bác nhé. Khách quen của em này thì em sẽ chuyển hàng cho các bác. Còn nồi đã tắt rồi các bác, còn nấu thì rất là dễ. Đó, các bác lên xuống chế độ, đó. Xong bác nhấn nút này, đó giờ nấu 43 phút là sẽ có cơm ăn. Đó. Cái này là chọn đó, chế độ ủ hay sao, tắt. Nói chung là rất dễ xài các bác nhé. Nồi này lít 8. Rồi, xin chào các bác. Em có rất là nhiều nhưng mà em cũng chưa có làm kỹ đâu nên em chưa có quay nên các bác. Em sẽ làm một video quay rõ cho các bác nhiều con hơn. Con này tại vì em nuôi ra em test thử.